Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ngài Hòa Thượng Thạch Sốc San. Hôm nay đài truyền hình An Viên ở thành phố thủ đô Hà Nội đến đây để phỏng vấn Hòa Thượng một số những cái vấn đề về cái Covid của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã đồng thuận chỉ thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như thế nào trong việc phòng chống COVID-19. Kính bạch Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong việc thực hiện các cái công văn của Trung ương như Hội đồng trị sự, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị 15, chỉ thị 16, Hội đồng trị sự có 071 27 tháng 3 2020, vì mới đây có 074 ngày 3 tháng 4 năm 2020, và các công văn của 233 Ban Tôn giáo Chính phủ, rồi có các cái công văn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, rồi bên nói riêng của tỉnh Trà Vinh thì cũng có các công văn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, rồi số 32 27 tháng 3 2020 của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, và thông báo số 02 của hội đoàn cơ sở nước tỉnh Trà Vinh. Trong cái tinh thần chung tay chung sức thực hiện tốt các cái công văn của Trung ương, của Giáo hội, của Hội đồng trị sự, nói chung thì các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đối với ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh có Phật giáo Nam tông sinh hoạt đều thực hiện chấp hành tốt các công văn chỉ thị về phòng chống dịch bệnh COVID-19, và riêng có tỉnh Trà Vinh cũng như thế, thì chúng tôi cũng triển khai hướng dẫn thực hiện tốt cùng nhau phòng chống dịch nguy hiểm lan tràn đến người và cộng đồng để chấm dứt những cơn bệnh nguy hiểm, dịch bệnh virus corona. Thì trong các cái văn bản chúng tôi đều dẫn hành đến các từng chùa của Phật giáo Nam Tông Khmer trong dịp lễ Chư Chân Nam Thơ Mây, cổ truyền của dân tộc Khmer Nam Bộ nói chung, nói riêng của tỉnh Trà Vinh. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, theo hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các đồng bằng sông Cửu Long đã có những đóng góp gì để cùng đảng, cùng dân phòng chống dịch bệnh COVID-19? Kính bạch Hòa Thượng. Như tôi nói ở phần trên, các cái văn bản công văn của Trung ương, của Hội đồng trị sự của các tỉnh, riêng tỉnh Trà Vinh thì trong tỉnh chúng tôi tham gia chung sức chung tay đồng hành cùng đảng, nhà nước, cơ quan các cấp ở địa phương để mà thực hiện tốt việc phòng chống dịch virus corona COVID-19. Trong đó tham gia một là góp phần về tài chánh,
ai có dễ, ai có sức chung tay nhau để may khẩu trang gửi đến các những tổ chức, các cơ sở tôn giáo, rồi tham gia về hướng dẫn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó thực hiện các cái phòng chống như rửa tay như thế nào, đeo khẩu trang, rồi không tụ tập đông người khi ra đường, cần thiết phải đeo khẩu trang như cái chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, câu hỏi của con là thứ ba là khu vực đồng bằng sông Cửu Long là có đông tăng ni Phật tử theo hệ phái Nam Tông Khmer. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã và sẽ triển khai những hoạt động gì để ngăn ngừa phòng chống dịch Covid-19 trong dịp lễ Chô Chanh An Mây của đồng bằng, của đồng bào dân tộc Khmer, kính bạch Hòa Thượng? Như Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Chư Tăng Ni Phật Tử đã biết về cái phong tục tập quán của dân tộc Khmer Nam Bộ, hàng năm đến ngày 13 tháng 4 thì đều tổ chức mừng Chô Chanh Nam Thăm Mây, là mừng năm mới. Trong cái tình hình phòng chống dịch bệnh lây lan trên cộng đồng thì các cấp hội đều có thông báo hướng dẫn tổ chức giảm bớt cái hoạt động Phật giáo. Một là trong hoạt động mừng Chô Chanh Nam Thăm Mây giảm bớt đi, như là việc cầu siêu, hồi hướng bước báo đến các thầy tổ, ông bà cha mẹ đã có giảng, sẽ rút ngắn từng hộ chứ không tập trung tại chùa. Hai là việc sinh hoạt tụ tập trong chùa giảm bớt, không tụ tập quá 20 người. Rồi các cái tổ chức ngày cuối là tổ chức tắm Phật thì cũng rút ngắn lại những việc không cần thiết, chỉ tập trung từng hộ gia đình đến tâm Phật. Rồi việc rước quyển đại lịch hàng năm chúc mừng năm mới theo từng phong sóc cũng dừng lại, không tổ chức. Nữa là văn nghệ vui chơi cũng sẽ tạm dừng. Không những thế, ngoài việc hoạt động mừng Chô Chanh Nam Thăm Mây, còn các lễ hội, từng hộ gia đình, lễ cưới, rồi các chùa tổ chức các cái lễ lộc khánh thành, hành hương, vân vân, đều tạm dừng trong thời điểm chống dịch, để khi mà có cái thông báo mới sẽ thông báo hướng dẫn sau. Trong thời điểm này chúng ta phải chấp hành các cái công dân thực hiện cùng nhau chống dịch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin thay lời cho đài truyền hình An Viên Hà Nội, con nhân dịp lễ Chô Chanh An Thăm Mây của đồng bào dân tộc Khmer, con kính chúc Hòa Thượng luôn luôn có sức khỏe dồi dào, trong để là một cái niềm bóng mát cho tăng tín đồ Phật tử, nó nhất là Nam Tông Khmer được giữ vững, và trong cái dịp lễ, nhân dịp lễ Chô Chanh An Thăm Mây này, con kính chúc ngài Hòa Thượng. Sa thuộc.